Ma rừng à? Ma rừng kêu. Đây anh ạ. Bây giờ là đang soi. Đang soi. Nói chung tìm ong này thì nó cũng đơn giản thôi nha. Cứ dùng ống nhòm nhìn bốn xung quanh thôi. Đấy, nếu mà thấy ong thì phải theo dõi nó xem nó về điểm nào, đi điểm nào. Sau đó theo đàn, theo dấu, theo vết của nó. Xem nó bùng lên, bùng xuống ở điểm nào thì chúng ta sẽ tìm đến chỗ đấy. Thì khả năng tổ nó nằm ở đấy sẽ cao. Nhưng việc bắt ong nó cũng đơn giản thôi nha. Nhưng nói chung là nếu mà nói thì đơn giản, nhưng đến lúc đi tìm lại là một cái vấn đề khác. Người ta là đang thấy con ong mẹ nó bay đấy nhá mọi người nhá. Bây giờ nó bay lên hướng thế này rồi, anh em sẽ di chuyển đi theo tổ nhá mọi người. Chỗ nào có nước thì phải uống thật nhiều cho nó no. Chào anh em nhá.